Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Chương trình kỳ này có những nội dung chính sau đây. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân khu 7, kiểm tra công tác quân sự quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2015. Quân khu 7 tổ chức các đoàn kiểm tra công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân năm 2015 tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Trường Cao đẳng nghề số 7 Quân khu 7 đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Phần cuối chương trình là phóng sự đất biên cương. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Ngày 8 tháng 11, bà Men Som On, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong chuyến công tác tại Việt Nam đến thăm Quân khu 7. Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 và Thiếu tướng Võ Minh Lương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu thân mật đón tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định những năm qua Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tốt trong công tác giáo dục đào tạo, trao đổi thông tin, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn trên tuyến biên giới. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, thân tình, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Bà Men Som On, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã giúp nhân dân Campuchia trong các cuộc chiến tranh cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước, và tin tưởng rằng với truyền thống quan hệ tốt đẹp đó sẽ làm tăng thêm mối quan hệ bền vững dài lâu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển. Ngày 5 tháng 11, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 tiến hành kiểm tra công tác quân sự quốc phòng, lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2015, tiếp và làm việc với đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu rõ, từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã duy trì nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai các biện pháp giữ vững ổn định trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt vai trò làm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Phát biểu kết luận sau kiểm tra, Trung tướng Trần Đơn đã đánh giá cao sự vươn lên của lực lượng vũ trang Long An trong công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2015. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Long An trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định nhưng đã dành cho lực lượng vũ trang tỉnh sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ, góp phần giúp lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tướng Trần Đơn đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân, nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới, báo cáo kịp thời Bộ Tư lệnh Quân khu và Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Ngày 5 tháng 11, Quân khu 7 tổ chức các đoàn kiểm tra công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân năm 2015 tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Trong thời gian qua, các địa phương đã tập trung gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, coi đây là phương thức góp phần giữ vững hòa bình hữu nghị với các nước, đặc biệt là Lào và Campuchia. Trong năm 2015, các tỉnh đã tổ chức chu đáo các sự kiện ngoại giao, đón tiếp hữu nghị, bảo vệ an toàn cho các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh, thường xuyên chủ động gặp gỡ trao đổi tình hình trên tuyến biên giới với các tỉnh giáp ranh, góp phần ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động lợi dụng phá hoại của các thế lực thù địch chống phá quan hệ hai nước, các loại tội phạm vượt biên trái phép, làm ăn phi pháp, bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc, hòa bình hữu nghị trên tuyến biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác ngoại giao nhân dân luôn được các cấp quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2015, tại trường quân sự Quân khu 7, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lớp tập huấn tài liệu diễn tập xã phường thị trấn, chương trình giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở. Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Về tham dự lớp tập huấn có các đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh các quân khu 5, 7, 9, Sở Giáo dục các tỉnh thành, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khoa quân sự các trường đại học cao đẳng, Bộ Công an phía Nam. Hội nghị đã thống nhất nội dung, phương pháp và giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị triển khai kế hoạch số 1561 ngày 5 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tổng Tham mưu về tập huấn các nội dung tài liệu, tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thị trấn,
chương trình giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững nội dung, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn ở cấp mình. Ngày 6 tháng 11 năm 2015, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức sơ kết quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2015. Tại hội nghị đánh giá kết quả phối hợp hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thành trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong thời gian qua, các đại biểu đã thảo luận đánh giá sát những việc làm cụ thể trong thời gian qua, phân tích rõ các hoạt động và những động thái gần đây của các nước xung quanh việc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Việc phối hợp tuyên truyền, huy động lực lượng vật chất, tàu thuyền, dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn, tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Các lực lượng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình trên hướng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, giao thông, du lịch và thương mại trên biển. Hội nghị rút ra những kinh nghiệm trong việc phối hợp quản lý nhà nước bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2016 và những năm tiếp theo. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ thứ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Với nhiều tư liệu văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước tới nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Trên cơ sở những cái tư liệu mà chúng tôi đã tập hợp được, để chúng tôi chất lọc và giới thiệu kỹ hơn những cái tư liệu nguyên gốc, tư liệu có thể nói là những cái tư liệu mà có cái giá trị lịch sử và pháp lý cao nhất, để chúng tôi tập trung, chúng tôi giới thiệu để cho người xem có thể hiểu được cái nguồn gốc, cái bản chất của cái cuộc đấu tranh, cái cuộc khai phá và xác lập và thực thi chủ quyền của chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 cho đến hiện nay là như thế nào. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa 11 và triển khai chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và các vấn đề quan trọng khác. Qua hội nghị, các cơ quan đơn vị trong Cục Chính trị Quân khu 7 nắm vững tinh thần nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa 11 để tuyên truyền phổ biến nội dung hội nghị đến cán bộ đảng viên, qua đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa 11. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tỉnh Long An có trên 130 km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Trên suốt tuyến biên giới ấy, có hàng trăm hộ gia đình, chồng là người Việt Nam, vợ là người Campuchia, hoặc chồng là người Campuchia, vợ là người Việt Nam. Hàng ngày, họ tích cực phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, góp phần xây dựng khu dân cư biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định. Anh Nguyễn Văn An và chị Võ Thị Châu sống tại ấp 3 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, chỉ cách xã Xét, huyện Sreyring, Campuchia khoảng 1 km. Công việc chính trong ngày của vợ chồng anh chị là chăm sóc theo dõi 3 hecta lúa. Mỗi năm, 3 hecta ấy mang về cho anh chị ít nhất là 30 tấn lúa, có năm đạt gần 50 tấn. Năm 2007, gia đình anh chị được nhà nước hỗ trợ một con bò giống.
anh chị đã phát triển lên thành đàn bò 13 con. Năm ngoái, anh An và chị Châu đã bán đi 5 con để xây dựng căn nhà mới ổn định cuộc sống. Ngoài thu nhập chính từ chăn nuôi, trồng lúa, anh chị còn có thêm thu nhập từ bắt ếch và bẫy chuột. Mỗi tối đặt bẫy, anh chị kiếm thêm từ 50 đến 100 ngàn đồng. Anh An vốn là trẻ mồ côi Campuchia lạc sang Việt Nam thời nạn diệt chủng Pol Pot, được một gia đình người Việt nuôi nấng, dạy dỗ, giúp anh xây dựng gia đình riêng. Đến nay, anh chị đã có với nhau 3 đứa con, cả trai và gái. Với anh An, Việt Nam giờ là quê hương của anh và anh chị toại nguyện với cuộc sống đang có. Thì ở đây thì nói chung thì cũng ổn định, rồi chăn nuôi bò, rồi mần ruộng, mần đồ, rồi ông xã thì đi nhiều khi thì ở không thì đặt lợp, đặt ớt, rồi chuột rồi đó, kiếm tiền xài thêm, rồi nói chung là cũng ổn định cuộc sống. Nói chung là dân với dân ở vùng biên này thì đoàn kết, rất là đoàn kết. Vợ chồng tôi ở đây sinh sống nào giờ thì cũng địa phương đây là cũng tốt. Về chính quyền địa phương thì đúng là cũng nhờ nó cũng chăm lo lắm. Ở ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa cũng có 4 gia đình có vợ hoặc chồng là người nước bạn Campuchia. Trong số 4 gia đình ấy, trẻ nhất và khó khăn hơn cả là gia đình anh Nguyễn Văn Việt, vợ anh chị Nguyễn Thị Khon, tên Campuchia là Sam Khon, quê xã Tà Lọt, bên kia biên giới. Anh chị không có đất canh tác, thu nhập chính từ công việc làm thuê làm mướn, bắt ếch bẫy chuột cũng chính từ đi làm thuê làm mướn mà anh chị bén duyên với nhau. Vợ em cũng sang đây làm thuê làm mướn, hai chồng cũng thấy vậy rồi mới thương nhau. Đó, rồi giờ cũng có được 3 đứa con, với chính quyền địa phương đây nó ngay nghèo khổ cũng thấy em thương, cấp được con bò, giờ nó ngay gia đình cũng được tạm ổn định. Mặc dù còn ở nhà tranh vách đất, nhưng anh chị cũng đã mua sắm đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt như tivi, xe máy đời mới, nuôi dạy con cái ăn học đầy đủ. Từ một con bò giống nhà nước hỗ trợ, đến nay anh chị đã nhân lên được 3 con. Anh chị phấn khởi cho biết đây là nguồn kinh phí quan trọng cùng với số vốn tích lũy để sắp tới anh chị sẽ xây dựng ngôi nhà mới. Về cái mặt an sinh xã hội của các cái người dân sống trên tuyến biên giới, thứ nhất là giờ đó là phải coi như là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, rồi là giáo dục tiên tiến, đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho người dân trên cái tuyến này đó là sản xuất nó là có hiệu quả để họ là yên tâm sinh sống trên cái vùng này. Còn rất nhiều gia đình như vậy trên tuyến biên giới Long An, không thiếu những gia đình điều kiện kinh tế khá giả. Với họ, chẳng đâu bằng nơi họ đang sinh sống, nên họ trân trọng gìn giữ những gì mà họ có. Và những gia đình hiện thân cho tình cảm đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia đang cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân hai nước chung tay phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mảnh đất biên cương hướng Tây Nam của Tổ quốc. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trường Trung cấp Quân y 2 là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành y phục vụ lực lượng vũ trang quân khu 7 và cộng đồng. Trong tháng 11 này, tháng tri ân các thầy cô, các thế hệ học sinh nhà trường đang có nhiều hoạt động thiết thực, lập thành tích và hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong chương trình truyền hình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí phóng sự về tấm gương nhà giáo Thượng tá Trịnh Hồng Sơn, một thầy giáo đa năng ở trường Trung cấp Quân y 2. Có phương pháp sư phạm tốt, dạy hay, học sinh dễ hiểu, nhạy bén và khi được phân công nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt. Đó là lời nhận xét của đại tá bác sĩ Trịnh Thanh Hằng, chính ủy trường Trung cấp Quân y 2 về thượng tá bác sĩ thầy giáo Trịnh Hồng Sơn, chủ nhiệm khoa y học quân sự. Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết thêm thượng tá Trịnh Hồng Sơn mới tiếp nhận công việc chủ nhiệm khoa y học quân sự, thường được ví von là khoa chủ lực, làm nên thương hiệu của trường vào năm 2014, nhưng đã nhanh chóng tiếp nhận làm quen công việc và điều hành khoa rất hiệu quả. Ngoài ra, đồng chí còn chủ trì và chỉ đạo chuyên môn đề tài khoa học cấp quân khu, 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương do người tiền nhiệm để lại, hiện tại đang vào giai đoạn hoàn thiện và thẩm định. Về thầy Sơn thì thầy là một người rất là nhạy bén, thông minh và nắm bắt công việc rất nhanh. Với một cái thời gian rất ngắn, khi tiếp nhận cái khoa học quân sự thì thầy cũng đã nắm bắt được ngay công việc, điều hành và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của khoa.
và đã quy tập được cán bộ, nhân viên của khoa để mà hoàn thành các nhiệm vụ của nhà trường. Và đồng thời thầy có một cái năng khiếu sư phạm. Khi thầy giảng dạy thì học sinh rất là thích, được học sinh rất quý mến. Nhiều năm liền thầy là học giáo viên giỏi của nhà trường và đi thi giáo viên giỏi cấp bộ thì thầy giảng dạy thầy cũng đạt điểm rất là cao. 47 tuổi đời, 25 tuổi nghề, dù trải qua nhiều cương vị khác nhau nhưng ở đâu làm việc gì, anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt trên cương vị là chủ nhiệm khoa y học quân sự, anh luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp và khuyến khích mọi người tiến lên phía trước. Các bộ môn của nhà trường do khoa đảm trách, tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu nhà trường giao. Là khoa chủ lực nhưng giáo viên biên chế mỏng nên mỗi năm đồng chí phải đứng lớp hơn 1.200 tiết. Có những thời điểm anh còn phải trực tiếp dẫn và hướng dẫn học viên đi thực tập tại các đơn vị địa phương. Khoa học quân sự là một trong 7 khoa giáo viên của trường Trung cấp Quân y 2. Với phương châm đào tạo, nhà trường gắn liền với thực tế chiến trường, thực tế đơn vị. Với quan điểm phương châm đó, chúng tôi xây dựng cụ thể từng môn học phù hợp với từng đối tượng, giúp cho học viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong đó luôn luôn chú trọng lấy tính thực tiễn, tính thực tế và khả năng thực hành của học viên làm chính. Chính vì vậy, trong năm qua chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và đã được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường. Đảng ủy đề nghị Quân khu khen thưởng là đơn vị quyết thắng. Với những thành tích đó, Thượng tá Trịnh Hồng Sơn dự năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp bộ, cấp nhà trường, được Bộ Tư lệnh Quân khu và nhà trường nhiều lần khen thưởng. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, Sư đoàn 5 Quân khu 7 tổ chức gặp mặt giữa đơn vị, địa phương và gia đình của 100 chiến sĩ mới là con em địa phương thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Lê Văn Nhân, chủ nhiệm chính trị sư đoàn, chủ trì buổi gặp mặt. Đồng chí Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố Bảo Lộc và gia đình thân nhân chiến sĩ mới đến dự. Sau 2 tháng được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, các chiến sĩ mới đều trưởng thành hơn về mọi mặt, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, có ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, xác định tốt nhiệm vụ, hiểu rõ vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo địa phương và thân nhân các gia đình đều vui mừng trước sự trưởng thành của các chiến sĩ mới và cảm ơn thủ trưởng đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em địa phương học tập, công tác và trưởng thành, đồng thời cũng động viên các thân binh yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dịp này, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện ngày pháp luật. Qua hội nghị cho thấy, việc triển khai thực hiện ngày pháp luật luôn được các cấp trong trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác pháp luật, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động, sáng tạo, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và tình hình thực tiễn đơn vị. Từ đó, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn được nâng lên, góp phần xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện. Nằm trong các hoạt động của hội thi thư viện phòng đọc lực lượng vũ trang quân khu 7 lần thứ 2 năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc ngày hội sách mang chủ đề Miền Đông thành đồng Tổ quốc vào ngày 4 tháng 11. Hội sách trưng bày với hơn 1.000 cuốn sách đa dạng về thể loại, từ văn học nghệ thuật đến lịch sử Đảng, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 7. Trong khuôn khổ hội sách, các chiến sĩ còn được giới thiệu hai tác phẩm Ca dao dân Bác và Thời gian khắc khoải, giao lưu cùng các tác giả Lê Huy Mậu và Xuân Bình. Ngoài ra, khán giả còn được tham gia tương tác cùng ban tổ chức trong một Vui cùng khán giả để đoán tên tác phẩm và các tác giả thông qua một đoạn thơ, đoạn văn ngắn. Qua đó, các chiến sĩ trẻ được dịp bồi đắp thêm về niềm đam mê với sách cũng như lợi ích từ việc phát huy văn hóa đọc. Trước đó, đoàn kiểm tra quân khu cũng đã đến tham quan thư viện và phòng đọc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kính thưa quý vị và các đồng chí, nhu cầu thị trường lao động của một số ngành nghề, đặc biệt là ngành cơ khí kỹ thuật trong những năm qua, đang có xu hướng tăng. Năng lực của các ngành nghề này cũng đang là nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Nắm bắt được vấn đề này, Trường Cao đẳng Nghề số 7 đã và đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghề số 7 đang đào tạo 5 nghề trình độ cao đẳng, 4 nghề trình độ trung cấp và 5 nghề trình độ sơ cấp. Dù đã có khẳng định trên thị trường lao động với các khối ngành cơ khí, kỹ thuật, nhưng trường vẫn đang xây dựng lại cả một hệ thống cơ sở đào tạo. Trong đó đặc biệt quan tâm, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học
để đáp ứng yêu cầu xã hội, đào tạo gắn với việc làm. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn xác định lấy chất lượng, hiệu quả là chính, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác chiêu sinh các đối tượng học nghề. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác dạy và học. Với đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ và tay nghề vững vàng, cùng với 2/3 thời gian học tại trường, các học viên được thực hành trên các trang thiết bị hiện đại sẽ giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về các quy trình, quy ước sửa chữa, thành thạo kỹ thuật và phương pháp sửa chữa, chẩn đoán được các sự cố, hư hỏng và đưa ra biện pháp sửa chữa. Trong quá trình dạy học, chúng tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học và chúng tôi áp dụng cái phương pháp dạy học tích cực, đó là sử dụng phương pháp dạy học tích hợp vào trong quá trình giảng dạy, giúp các em thông hiểu về lý thuyết và kết hợp với thực hành trên thực tế. Và sau này khi các em ra ngoài làm việc thì các em sẽ vận dụng vào cái thực tế, nó sẽ tốt hơn. Học ở trường cao đẳng nghề số 7 là một môi trường học rất tốt. Em được tiếp xúc với phương pháp dạy học của thầy cô rất là dễ hiểu và được tiếp xúc với nhiều trang thiết bị hiện đại. Em tin chắc rằng khi tốt nghiệp, em sẽ có một tay nghề vững và có một công việc ổn định. Song song với chương trình đào tạo theo hướng giảm dần nội dung lý thuyết, tăng cường kỹ năng thực hành, nhà trường thường xuyên tổ chức cho các sinh viên đi thực tập tại các nhà máy, cơ sở sản xuất để có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đảm bảo sinh viên ra trường có được vị trí công việc vững chắc. Sau khi tốt nghiệp, thì trường cũng có giới thiệu cho tôi qua công ty Toyota An Thành để làm việc. Thì qua những gì học được, tích lũy được ở trường kết hợp với những cái thực tế ở nơi làm việc, thì tôi thấy môi trường quân đội đã đào tạo cho tôi một nghề nghiệp tương đối là ổn định. Thì bây giờ tôi cũng đang cố gắng tích lũy kinh nghiệm và có hướng là sẽ học liên thông để sau này mở một cơ sở nhỏ. Hiện trường cao đẳng nghề số 7 tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo có sự đồng bộ giữa hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành với nhu cầu sử dụng lao động ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các doanh nghiệp. Về cái việc đào tạo nghề thì rõ ràng là phải đào tạo như thế nào đó để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường lao động. Để có thể đáp ứng được việc này thì cái việc mà từ cái việc lập cái chương trình đào tạo thì chúng tôi là phải luôn luôn là chỉnh sửa các cái chương trình đào tạo để cho nó theo kịp với lại cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, theo kịp với lại cái nhu cầu của cái nhà sử dụng lao động trong cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực lân cận. Những cái trang thiết bị mà chúng tôi đầu tư thì cũng phải theo cái xu hướng đó để đảm bảo là khi các em học viên tốt nghiệp ở nhà trường ra về các cái cơ sở nhà máy xí nghiệp thì các em có thể sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị của những cái cơ sở đó. Từ thực tế đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 7 cho thấy, khi nhà trường có sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy, thì việc làm đầu ra cho học viên chắc chắn được đảm bảo. Đây cũng là lời giải cho bài toán làm thế nào để cho cung cầu lao động gặp nhau, làm thế nào cho sinh viên ra trường không thất nghiệp và doanh nghiệp tuyển dụng được lao động cần thiết có chất lượng cao. Nằm về hướng Bắc, tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên có 94 km đường biên giới giáp với Campuchia, có căn cứ Trung ương Cục miền Nam, có cửa khẩu Sa Mát và có hàng chục đường tiểu ngạch thông thương với đất bạn Campuchia. Trong kháng chiến chống Mỹ, Tân Biên là chiến trường vô cùng ác liệt. Gần 1/4 thế kỷ, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tân Biên, dùng căn cứ cách mạng đã nhanh chóng trở thành mục tiêu đàn áp của kẻ thù. Trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt, bom mìn của ta, bom mìn của địch chồng chất hàng hàng lớp lớp, đất Tân Lập vốn nổi tiếng với biệt danh là chùm đất chết, phải quằn mình gồng gánh hàng tấn bom đạn, hậu quả của các cuộc chiến tranh. Đất hoang hóa, dân cư thưa thớt, tình trạng vượt biên xâm nhập trái phép, buôn lậu, cướp có vũ khí diễn ra phức tạp. Đường xá đi lại khó khăn, dân ta và dân bạn qua lại trao đổi hàng hóa, dẫm phải bom mìn, làm cho nhiều người bị thương, có người phải thiệt mạng. Trước tình hình đó, được sự đồng ý của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức cho lực lượng rà gỡ và phá hủy hơn 200.000 bom mìn các loại, giải phóng gần 4.000 hectare ruộng đất.
giúp cho nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh việc rà phá bom mìn giúp bà con yên tâm sản xuất và qua lại trao đổi hàng hóa, năm 2008, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng 3 khu dân cư Bắc Tây Ninh, trong đó vùng đất Tân Lập là một điểm cụm. Dự án được xây dựng trên diện tích 800 hectare đất, đầu tư trên 600 tỷ đồng, quy hoạch 500 hộ dân với 2.500 nhân khẩu. Sau 4 năm xây dựng và thực hiện đề án, năm 2012, một trong 3 khu dân cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 100% cơ sở hạ tầng, được đầu tư cơ bản. Có hệ thống cung cấp nước sạch và lưới điện quốc gia, trường tiểu học và trường mẫu giáo được xây dựng kiên cố và độc lập, đủ để phục vụ cho trẻ em đến tuổi đi học được đến trường. Cơ sở y tế đi vào hoạt động có hiệu quả, bảo đảm chăm sóc sức khỏe của người dân. Hiện nay, tại khu dân cư Chàng Riệt này đã có gần 250 hộ dân sinh sống. Mỗi hộ được cấp một căn nhà 70 triệu đồng, 1.000 mét vuông đất ở và 1 hectare đất sản xuất. Từ việc được đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất ban đầu đó, nhiều gia đình chí thú làm ăn, không ít gia đình làm ăn khấm khá. Mỗi gia đình chọn cho mình một phương thức sản xuất riêng, phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện và khả năng có thể. Song phần lớn bà con nơi đây trồng mía và mì, một số ít đang thử nghiệm trồng cây cao su. Gia đình anh Nguyễn Văn Trâm là một điển hình như vậy. Để mưu sinh và nuôi con khôn lớn, vợ chồng anh phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề, từ làm công, phụ hồ, đem về dắt lưới ra suối, đánh bắt cá. Cơm thì bữa đói bữa no, nợ nần chồng chất. Ba đứa con ngày càng một lớn, nỗi lo của vợ chồng anh cũng từ đó lớn theo. Bế tắc và vô vọng, việc gia đình anh được xét đưa lên khu dân cư như một chiếc phao cứu hộ. Trong cơn ngập lặng giữa biển trời mênh mông, thì chiếc phao ấy chính là tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm. Có nhà có đất rồi, cả gia đình tập trung cho việc sản xuất. Thay vì trồng mía, mì như bao gia đình khác, anh quyết định thoát nghèo bằng cách của riêng mình. Vậy là 1 hectare đất anh chia thành 2 phần, phần để trồng mì, phần trồng xen canh giữa chuối và tiêu. Bất kể ngày nắng đêm mưa, bất kể đất xen canh phủ đầy xoài đá, vợ chồng anh quyết tâm lấy sức mình để xoài đá cũng thành cơm. Vụ đầu hai vợ chồng lãi được 20 triệu đồng. Lần đầu tiên trong đời vợ chồng anh Trâm cầm được số tiền lớn như vậy. Thì bây giờ đây thì thấy cũng như mình lên thì thấy cũng ổn định mừng rồi. Thì có được phần tiêu này thì năm nay phải gắng làm thêm được mới nữa. Hướng dẫn cho bà con để người ta làm giống mình để thoát nghèo. Dù khó khăn mấy cũng phải ở đây làm. Với ông Nguyễn Văn Sử thì cứ tưởng cuộc đời làm mướn làm thuê sẽ theo ông đến suốt cuộc đời. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông đã quá cái tuổi lục tuần. Làm sao có thể hình dung ra được bỗng một ngày vợ chồng ông có căn nhà khang trang để ở, có đất để sản xuất. Dù mì năm trước nhà ông trúng mùa lãi ròng hơn 40 triệu. Bây giờ ông có thể ngẩng cao đầu trở về nơi ông bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từ một lão già đi móc củ mì, bỗng chốc trở thành ông chủ của 1 hectare mì, còn gì sung sướng hơn. Hồi lúc trước ở dưới thì khổ quá đi. Được chính sách nhà nước là cho cái nhà với mẫu đất. Lên đây tôi sống, hoàn cảnh tôi được thoải mái hơn ở dưới một chút. Tôi cũng ráng ở, giữ đất, giữ làng, giữ thôn quê, không bỏ nhà đi. Sau này con cái tôi ở tiếp. Hiện nhiều gia đình đang sinh sống tại khu dân cư đã xem nơi đây là mảnh đất thiêng, là thánh địa bất khả xâm phạm. Quyết tâm bám đất giữ làng như giữ lấy sự sinh tồn của họ. Rồi mai này, 5, 10 năm hay vài mươi năm nữa, thì khu dân cư Chàng Riệt này chính là nơi chôn nhau cắt rốn của hàng trăm con người. Họ sẵn sàng bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng bất cứ giá nào. Việc xây dựng khu dân cư phía Bắc của tỉnh nó không chỉ có ý nghĩa về vấn đề an sinh xã hội mà nó còn một cái ý nghĩa về phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời nó gắn chặt với thế trận trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Đất biên cương là bất khả xâm phạm. Việc giữ gìn biên giới hải đảo quốc gia là trách nhiệm thiêng liêng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Việc xây dựng khu vực phòng thủ ở 3 khu dân cư tại Bắc Tây Ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia là một việc làm mang tầm chiến lược cao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.